Hải đang xin chào các bạn. Sau đây Hải đang xin giới thiệu các bạn bộ cần câu lục gồm câu xa bờ tầm khoảng 30 mét và câu lục đầu cần. Cần Sube Pro. Độ cứng BXT, chiều dài 4,2 m thôi. Gồm lưỡi là gồm 3 bộ, 2 bộ tứ và 1 bộ lục. Đây, cần khoen của cần lục đây các bạn. Mồi câu hải đăng. Kim xiên linh. Và phao 2 trong 1 luôn các bạn nhé. Câu ngày câu đêm. Chống cần, pin và một phao câu lục đầu cần, một hộp lưỡi dùng cho các bạn câu đơn, chì để các bạn cân phao với lưỡi lục và máy FX Shimano 4000 và cước ban 150 m, cước có đủ số các bạn nhé, số nào thì có thể inbox. Cần bát gà máy. Gà máy hạ thấp rồi các bạn nhé. Cần quả Gamma Malaysia các bạn nhé. Máy cũng quả Malaysia. Chọn bộ như này luôn các bạn nhé. Quay tổng thể cho các bạn xem. Vừa rồi Hải đang phát sinh đã giới thiệu các bạn là bộ cần câu lục xa bờ tầm 30 m và câu lục đầu cần. Hải đang phát sinh xin chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải đang phát sinh.